Dạ hai, chào tất cả các anh chị đến với kênh Nhật Bãi Hậu Giang 95 các em hết anh chị. Thì hôm nay em có về được một số hàng anh chị, gồm Honda 13, rồi bơm nước 181 và 291. Trong đó thì có cặp Mitsubishi 4 với con RX 690 các anh chị. Đó, thì giờ này em quay video thì nó hơi ồn anh chị, tại cái đài phát thanh kế bên nhà nó hơi sùm anh chị thông cảm anh chị. Máy thì bên em về là chưa qua vệ sinh gì hết cho anh chị ha, chưa qua vệ sinh gì hết. Ba con Honda này á, thì nó nằm trong phát điện nó đã chạy rồi anh chị ha, mình không nói ha. Còn mấy con này là hàng phát điện, hàng nghĩa địa Nhật anh chị, nghĩa địa Nhật thì mình chưa gửi cho anh chị, con này thì vip khỏi phải nói luôn. Đó, thì em vô trong thấy anh chị. Ở trong đây thì có một con này thì cũng nó đã chạy rồi. Tại vì nó là hàng phát điện anh chị, phát điện thì phải chạy hết anh chị ha, không chạy sao thử điện được. Đầu tiên thì ở đây là con này là Honda RX 690 nha anh chị, 690 nha. Máy này là máy Nhật nha anh chị ha, máy Nhật ha. Đây chị xem. Bả số máy đây. Đó, quay cho mấy anh chị coi kỹ thông cảm với em anh chị ha. Đó anh chị thấy không? Đó GBGC BEK hết anh chị. Đây, con này là dung tích là 688 cm khối. Con máy này là thuộc dạng là phải nói là siêu đỉnh luôn nha anh chị. Em cắt ra anh chị nè, em cắt ra là anh chị đi nè ha. Dây điện nè, nguyên bộ dây điện của nó nè. Đó, quẳng chưa là em chưa đấu gì hết luôn nha anh chị. Hiện tại là đang đề là lắc nhẹ là nổ nha anh chị ha. Vô xăng lắc nhẹ là nổ. Đây, bộ dây đề của nó nè anh chị, bộ dây cặp bình của nó nè. Đó, còn nguyên trạng hết nha anh chị. Đó, sạc siết chuyển gì đầy đủ hết nha anh chị ha, rất là đẹp luôn. Ổ khóa nó cực kỳ đẹp luôn nha anh chị. Đó, con này là anh chị xem cái chắc máy của nó nè. Con này là nó gần như máy mới luôn nha anh chị, nó không khác gì con máy mới chứ ha. Anh chị xem nè, lóc trắng nè anh chị. Máy em chưa qua vệ sinh, chưa rửa gì chứ, để nó bụi bặm thôi, chứ nó đẹp thì khỏi phải nói luôn. Anh chị nhìn Oppo nè, mấy cái lá gió đó nè. Đó, anh chị thấy không, cũng đề cũng điếc gì, nó đẹp xuất sắc nha anh chị. Rồi nó trắng nè anh chị, trắng tư luôn anh chị ạ. Nó quá đẹp anh chị, con này phải nói là nó quá đẹp. Quay xa ra cho anh chị coi ha. Đó anh chị thấy không, chưa rửa nha anh chị ha, chưa rửa nha. Đầu óc là chấm xanh còn hết nha anh chị, chưa rửa nha. Ôi nó đã anh chị ơi. Hàng này là hàng whip cho anh em nào thích máy whip nha. Hàng whip cho anh em thích máy whip và đây in ra băng Honda, quá đã anh chị ơi. Đó, bơm bọng hút dây đầy đủ hết anh chị, về chỉ việc rửa nhẹ lên thôi, rửa nhẹ là cho người ta thấy nó đẹp cỡ nào rồi là mấy mình xài rồi mấy anh chị ha. Đó, ghim ống vô đề là tự nó hút xăng lên nha mấy anh chị. Ô nhìn cổ bô đó anh chị, nhìn ốc của xăng bô đó. Đó, con này em cũng báo giá luôn nha mấy anh chị, con này 16 triệu nha mấy anh chị ha, 16 triệu nha. Ôi ôi mới 16 triệu nha anh chị ha. Rồi đây, trước đây. Quá đẹp. Rồi kế tiếp ở đây thì cái nén này đi anh chị. À, có một bộ nén cao áp nha anh chị, nghe anh chị, cao áp nha, đời đời cao dữ dằn luôn anh chị. Hồi hiết gì là dây điện hết luôn nè, xài điện hết luôn nha anh chị. Đó, con này hiện bữa motor này là 3 kg nha anh chị, motor này 3 kg nha. Đầu này là đầu sứ nha anh chị, áp 200 kg nha. Đó, đầu sứ này áp 200 kg nha anh chị. Đó, rất là mạnh luôn nha. VAB nè, LAB nè anh chị ha. Đó anh chị xem đây, anh chị thấy không? À, cái motor nè, đó công suất là anh chị nè, mát là 230 nè anh chị ha, tua nè. Đó, cái này thì nó là điện 110 nha mấy anh chị. Đó, về này là mấy anh chị phải chuyển điện nha, hoặc là xài ổn áp gì đó mấy anh chị. Đó, mình chuyển từ điện 220 sang 110 đó, hoặc là mình chuyển từ 110 sang 220 đó. Con cái này thì nó đầy đủ hết nha mấy anh chị, không thiếu gì hết ha. Ti em bao luôn nha mấy anh chị. Đó, bao ti cho mấy anh chị luôn. Đó là bao ti mấy anh chị luôn, nguyên cục này em tính cho mấy anh chị giá là 3.200.000 nha mấy anh chị. Là motor với đầu nén luôn nha, 3.200.000. Rồi kế tiếp ở đây thì em có một cặp máy anh chị, cặp máy 131 nè,
đó, anh em thợ nào thích đó thì liên hệ ha. Một cặp máy 131 hả anh chị, 4 HP nha. Máy thì chưa dọn gì hết, con này thì nó cũng không ken lắm anh chị, thời điểm hiện tại thì có hàng là ok rồi anh chị. Đó, con này nó cũng không đẹp lắm, thùng là ok nha anh chị. Thùng này bao xúc ra là bao sạch luôn, thùng đẹp nè, đầy đủ đồ nè, gãy mắt khóa xăng nha. Con này 2.3 triệu nha anh chị, 2.300.000 ha. Bao hơi lửa cho anh chị, bao hơi lửa nha, 2.300.000. Rồi kế tiếp thì ở đây là tiếp tục là một con 131 nữa, con này là ok hơn con bên kia nha anh chị. Áo gió chụp giật đẹp hơn nè, nó liền, nhìn nó liền hơn anh chị. Tục sang sạch bót luôn nha. Đó, thời điểm này mà 2 triệu ngoài mà mua được máy là quá ok anh chị. 2.5 triệu nha anh chị ha, 2.5 triệu nha. Đó, 2.5 triệu nha. Rồi bây giờ mình ra vào đây với anh chị. Đầu tiên ở đây thì con bơm nước siêu bự khổng lồ luôn, con này là 291 anh chị ha. Ủa xong bô anh chị nhìn nè, con này là xấu là do nắng mưa thôi, đủ đồ anh chị ha, đủ đồ. Thùng nó thì ở ngoài nó bị bong bong rồi anh chị, còn xăng luôn nha anh chị. Này về xúc ra là bao sạch nữa nè, gió chụp giật nè, đầy đủ đồ nha, đầy đủ đồ, hơi hám tốt nha mấy anh chị. Con này hỏng lớn nè, đó em bán nguyên cung lê gì luôn cho mấy anh chị nha, nguyên cung lê gì luôn, 4 triệu nha mấy anh chị, 4 triệu nha. Cái đầu một cái đầu 291 này thẳng này, mấy anh chị về mấy anh chị dọn lại, mấy anh chị xài được bao ngon lành luôn. Dây xăng, ống xăng, có xăng zin theo máy đầy đủ hết cho anh chị. Ốc nè, đều thấy hết trơn anh chị. Tại nó bỏ nắng mưa anh chị. Chứ anh chị nhìn mấy cái đầu bô này nè, tán bô, xong bô nó đẹp lắm. Đó, 4 triệu nha anh chị. Rồi, tiếp tục bên đây là GM181. Con này thì áo gió chụp giật, áo gió hơi xấu anh chị. Đó, hơi hám tốt nè, đầy đủ đồ nè. Trời ơi, thủng nó còn quá trời xăng luôn anh chị, đầy xăng luôn. Đó, con này thì nó hơi xấu nha anh chị, nó hơi xấu, nó bị hen nhiều nè, ốc bô anh chị nhìn nè, quẳng sáng nha, có nghĩa là mấy con máy này nó chạy ít mấy anh chị, cực kỳ chạy ít luôn nha, tại nó bỏ nắng bỏ mưa thôi. Anh chị nhìn nè, nó tùy nó xét nhưng mà cái đầu ốc nó còn rất là đẹp nha, nó không phải là do chạy nhiều. Con này họng 8 phân nha anh chị, họng lớn khủng khiếp, họng này là họng tổ luôn, 6 ngựa. Con này mà về anh chị để một chỗ bơm nước thầy luôn anh chị. Hơi hám con này là mồi xăng là chạy luôn nha anh chị. Con này em bán anh chị giá 5 triệu nha, 5 triệu nguyên cung lê, 5 triệu nha anh chị. Rồi cuối thì ở đây có con 181 whip anh chị, thằng whip anh chị. Đó anh chị xem, máy đẹp khỏi phải bàn luôn, xuất sắc. Bản ga anh chị nhìn nè, trắng ỏn ha, bô đang mung, cái họng khủng lồ luôn nè. Thùng xăng này là còn xăng luôn nè mấy anh chị, thùng cứ còn xăng là về xúc kiểu gì cũng sập. Cô xin ra băng, tem mạc đầy đủ, lóc anh chị nhìn nè, lóc cái trắng tư luôn á chị, ốc nè. Vậy đâu, máy em không vệ sinh như trên, chị nhìn nó dơ nè, nhưng mà nó đẹp. Anh chị xem ốc nè, nhìn đó, đã chưa mấy anh chị. Đây, 7 màu hết mấy anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Đầu còi bỗng trắng tươi, bản ga trắng tươi, bình xăng con siêu đẹp luôn. Đây bầu bơm nè, 8 phần mấy anh chị ha. Ở lưu lượng nè là 900 lít nước trên 1 phút, trời đất ơi, dữ dằn, quá dữ luôn anh chị. Trời ơi, cái bầu nó mới toan mấy anh chị. Con này mà là cắt cái đầu máy ra bán đầu máy không, còn bầu nó bỏ uổng lắm. Cái đầu này mà cắt ra mấy anh chị máy thẳng là mê lắm, quá đẹp. Đó, con này nguyên bộ này em bán 6.5 triệu cho anh chị ha, 6.5 triệu cho anh chị. Rồi qua đây thì ba em Honda 13, đầu tiên thì ở đây là một em GCAET nữa nha anh chị, máy chưa qua vệ sinh, 166 3782.
Con này thì anh chị nhìn cái lóc, con này rửa ra là cũng đẹp xuất sắc. Ồ, nó sáng trưng rồi anh chị nhìn nè, trắng tư anh chị, quá đã anh chị. Đầu cò đầu kiếp bên này đẹp xuất sắc luôn. Bình Kenhin T hả anh chị, đây boe nè, nổ gió chụp giật đẹp. Con này hơi lửa ngon lành nha mấy anh chị. Đó, ủng ủng ha, rất là nhẹ giật nha. Con này 6.300.000 nha mấy anh chị, 6.300.000 ha, bao hơi bao lửa cho mấy anh chị ha. Rồi, kế tiếp là một con em, là em này là phải nói là siêu whip mấy anh chị, siêu whip luôn, của Sông Bô nè, ống ánh luôn, đậu đẹp xuất sắc luôn, má gió anh chị nhìn. Ồ, cái đít này đẹp, cái đít nó trắng ổn luôn anh chị ơi. Nhưng mà nó là thuộc BDT nha anh chị ha, nó không phải là AT nha, bình xăng con Kenin nè, Kenin T nè. Áo gió chụp giật đẹp xuất sắc luôn nè. Con này là không còn gì để chê. Chỉ có một cái là nó là hàng Thái anh chị ha. Thái GC. GC BDT nha anh chị. Con này bao hơi lửa đàng hoàng nghiêm chỉnh cho anh chị. Con này vô xăng, mấy con này vô xăng chạy à. 6 triệu nha anh chị, 6 triệu. Đó, 6 triệu. Rồi, kế tiếp lại là một em siêu đỉnh nữa. Chị nhìn lóc nè, chẳng tươi, chẳng không tì vết, chẳng không tì vết luôn, bao đẹp luôn. GC AET, con này là phải nói bao đẹp luôn nha anh chị. Khủng long nữa đó anh chị, quá đã. Áo gió nó về chạy miếng đây nha, quá đã luôn. Con này whip nha, rất là đẹp, máy đẹp, máy nói whip cho anh chị chứ không phải như không mà em nói gì đâu nha. Lóc lát trắng tươi nè, cặp cùi Sông Bô nhìn nè, bảy màu luôn, nhìn lá gió nó bỗng trong đó, bao hơi bao lửa cho mấy anh chị luôn nha, nghiêm chỉnh. Mồi xăng chạy, con này tính mấy anh chị giá là 6.400.000 nha mấy anh chị. Rồi, tình hình là được bao nhiêu đó nha mấy anh chị thích con nào đó cứ liên hệ trực tiếp em qua Zalo, hoặc số điện thoại em cũng để góc trái màn hình rồi nha mấy anh chị. Em cảm ơn mấy anh chị đã xem hết video của em ạ. Em hẹn gặp lại mấy anh chị video khác.